Ngày hôm nay 29 tháng 12, nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Thái Nguyên, Hà Nội, khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Khoảng 1 giờ 20 phút sáng nay, cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Nguyễn Công Bằng, 40 tuổi, ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên bốc cháy dữ dội. Thời điểm này có 5 người đang ngủ trong nhà. Vụ cháy đã khiến ông Nguyễn Văn Tòng là bố đẻ anh Bằng và cháu Nguyễn Tuấn Hải là con trai anh Bằng tử vong. Chủ nhà sau khi thoát khỏi đám cháy cũng bị bỏng nặng và được đưa đi điều trị tại bệnh viện A Thái Nguyên. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều toàn bộ lực lượng và phương tiện đến ứng cứu. Trong quá trình chữa cháy có thêm 2 chiến sĩ bị thương. Còn tại Hà Nội, 8 giờ sáng nay, hỏa hoạn bùng phát tại một ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Ngôi nhà bị khóa từ bên trong, lực lượng chức năng đã phải dùng xà beng và kìm cộng lực phá cửa, đồng thời tiếp cận hiện trường từ ngôi nhà khác gần đó. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lúc này mọi người phát hiện chủ nhà là bà Đỗ Thị Lợi, 60 tuổi, đã tử vong do ngạt khói. Nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.